Hello, xin chào tất cả các bạn. Nay thì Tuấn lại cập nhật xem tình hình sửa cây của anh em như nào các bạn nhá. Ok, rồi. Đây, anh Vinh đang hoàn thiện nốt cái cây thứ hai các bạn. Mời cả nhà cùng xem này. Đẳng cấp luôn các bác. Chào anh Vinh nhá. Im thế. Vẫn cảm giác vẫn lo lắng công việc gia đình đúng Thôi, phải biết người ta chưa mà đụng cứ xây vào mặt người ta rồi. không? Vâng, em xin lỗi anh. Anh ơi, thế nào tình hình ở xã nhà nào, các cháu nào rồi? Không có việc để nói ở đây. Em hỏi thăm anh. Hãy thăm thì tắt máy đi. Tắt máy đi. Ok. Thế để em quay máy đây nhé. Thưa các bác, anh Vinh đang bận một chút ạ. Hai cây dưới. Vâng, cái cây này thì mọi người là Tuấn quay tương đối là ít nhất là có hai video nói về cây này rồi. Đấy, mời các bạn cùng xem nhé. Cây cao 3 mét. Dáng tùng ạ. Vâng. Ôi, đợt bật lộc đẹp quá này. Này, anh Vinh làm nhanh đấy, không thì nhờ lộc nó bay ra thì cũng đúng không? Ra mới công vật lọc nữa. Đấy, lại mất công. Đây các bạn nhìn cái điểm, các cái điểm âm nó cũng đẩy ra này. Mình nghe cùng xem. Đấy, rất to các bạn ạ. Bộ mái này. Đây nó có một cái hố từ trong thân đi ra này cả nhà. Đấy. Kinh chưa? Cái này thì nó đặc biệt một cái chỗ này, cái mặt tiền của nó. Nó cho chúng ta cả một cái biếu lớn này các bạn. Cái biếu nó đẹp quá anh này. Đấy, mọi người nhìn đâu? Chân thân. Ôi, có con cháu chuột này anh Vinh ơi, cháu chuột này, mọi người nhìn thấy con cháu chuột chưa, nó đang ngủ đấy. Đấy, nằm cái khe này cũng là đất lành chim đậu, đất lành chim đậu này, con cháu chuột đang ngủ này. Đấy, mọi người nhìn này, đấy tàn đây. Sòn. Ok cả nhà. Đấy, bên kia thì anh Vinh đang làm. Thế thằng em nó đâu rồi? Đấy, tưới nước à? Đây. Để tạo ra một cây hoàng anh mộc đẹp thì mọi người thấy là nó mất nhiều công phu lắm cả nhà nhé. Riêng cái hệ thống dây nhôm cũ phải tháo bỏ ra, lại đưa dây nhôm mới vào. Bao giờ làm thì cái bộ xương nó phải cơ bản, cứng cáp. Đấy, ổn định bộ tàn thì mới là hoàn chỉnh. Anh Vinh đang tạo bóng. Các bạn thấy là bộ xương dăm này rất dày đúng không? Làm cho kịp tiến độ. Dầm rất dày. Đấy, bộ mái lợp ấm áp luôn, cây nó rất ấm tàn. Xong hai cái này thì chúng ta sẽ chuyển sang cây số 3. Đấy, cây số 3 này thì cũng thuộc dạng cây có thân cốt khá đẹp đấy. Các bạn nhìn trần bệ. Hiện nay có hiện tượng là có kiến đấy này. Kiến nó bu vào đây.
dầm tàn nó phóng rất mạnh luôn, mặc dù là trước là cũng tạo hình rồi, tạo hình xương. Cái bên là những cây thông các bạn ạ. Ồ, cái thông đen này thì phải giới thiệu các bạn nhiều lần đấy, bởi vì là sắp đến Noel rồi đây này. Những cái thông đen Nhật Bản hàng khá là đẹp, cây lắc lượn. Cây dáng rất là đẹp cả nhà. Chi dâm thì cắt giật rụt rịt. Đấy, các bạn nhìn này, đặc biệt co cắt. Rồi. Ở dưới đây thì mọi người thấy là có những cây ớt này. Ớt này là ớt Bình Định nhé. Ớt này ớt Hoài Nhơn không anh? Bình Định Hoài Nhơn. Ừ. Ngoài ra thì các tỉnh miền Tây có ăn ớt này không? Anh? Có này anh. Nhưng mà ý là ở trong đấy nó có cái dòng này không? Có. Ừ. Tuấn sẽ nhân giống cái này nhá. Nhân giống ớt này, bởi vì Tuấn cũng đã có một ít rồi. Lần này cái quả của nó chín nhiều đấy, bứt nó xuống. Riêng ớt này thì chúng ta chỉ có ăn ớt xanh ấy thì mới ngon, còn để mà chín này là nó vỏ nó mỏng lắm, ăn nó chẳng ra gì đâu. Đấy, cả nhà cùng xem. Cái cây này ở một cái góc nghiêng này rất đẹp nhé. Thân cây khá đẹp. Đấy, các bạn nhìn thấy các cái cổ nó chuyển nhỉ. Đoạn cổ chuyển như thể cây xanh luôn. Nó mở hết cái khoang này, nó thoáng các bạn ạ. Đấy, cái khoang này. Đấy, nó lên đây nhé. Nó vật sang đây. Nó làm mở cái cung này ra. Rất đẹp. Các bạn phải chờ khi mà hoàn thiện nhé. Thì sẽ... thì nó sẽ gọn gàng đẹp hơn nhiều đấy. Đẹp quá. Ok, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bạn nào mà quan tâm những cái cặp Hoàng Anh Mộc này thì các bạn cứ liên hệ nhé. Inbox của Tuấn.